đang có bụng mà. Đây, cục phân bón phân Hồng Sơn. Đây, bé cua. Đó, bún bò Huế giữa trời mưa. Đây. Đây, hồi nãy giờ rượu rồi, giờ quất cái này vô cho nó tỉnh đi. Ghen quá. Đây. Ủa còn thiếu anh Phương nha. Dạ chắc là đi tắm không? Thế hả? Thôi đi giảm lửa nè, giờ giảm lửa nồi này. Vô ăn đi. Đây tô của cây viên là hấp dẫn. Tô cây viên là hấp dẫn. Ủa bên nữa, còn bên nữa. Quất vô đây. Đói biết đói lắm rồi. Hello, ăn đi, ăn cho hai tô vô. Ăn rồi quảng cáo giùm tôi nha. Đó. Đó. Nếu mà không thiết á thì đi lên thôi. Mà nghĩ trong chỗ chùa hấp dẫn. Có đạp ra tới quốc lộ. Mai năm phải cho nước mắm vô nha. Đúng không? Các chị em tầm mưa em cho ăn mấy món. Vừa mới qua cái mùa cà nẻ. Có lấy gì không? Vừa qua mùa cà nẻ cũng phải về mà về hôm nay. Cái gì à? Anh về tới ngày năm ra mà anh mưa mà ăn cháo trắng là hấp dẫn hơn á mấy năm ha. Bữa đó. À bữa đó thì cũng đấu. Chị không biết làm sao. Đại ăn cơm hơi sớm. Năm xuống mặt mày năm vô đây. Mà năm ăn đứng luôn. Nó hơi xấu tầng chứ. Thấy không? Ăn chữa đẹp là so sư mà chết ba mấy người đó. Cái này nó đẹp là so đó. Anh nhớ xưa cái dầu hay mà chết mấy người là con so nó ăn. Ngon quá. Có một người sống là lên gần gần các bên ra này nó có một đường đất ở dưới này. Em thì đắp tường với ông chồng mà em người đâu. Ông thì điểm danh nhà đó, chứ không. Ông già còn đang lên thay bà già kìa. Nhưng mà đắp tường với ông chồng ấy, anh đắp tường với ông chồng ấy. Quẹo ra tất cả mấy cái này làm sao bà Năm ơi? Giờ đây em lấy. Tìm ra ăn tươi rồi, nhưng mà trả đường nó bao nhiêu đó. Mà đường đi nó già hẹp hơn. Con thấy ướt không? Đó, nóng không? Nóng không? Nóng quá. Hai. Hả? Chị Hai Trung Sơn ăn hai tô rồi. Vậy hai Trung Sơn hả? Hả? Ừ, ngon quá thôi. Nó không gần không nhiêu á. Rau ngon quá ha. Ngon quá. Khoái vậy, chịu khoái ăn rau này nè. Đừng có ăn cái này ăn cái này mà nó ngon hơn. Thịt còn nhiều lắm nha, anh hai. Anh hai hết nó rồi, em lấy một tô lại nữa. Thịt bò á. Thịt bò luôn hả? Hồi nãy trong tô anh hai là thịt heo á. Tô anh không có bò. Nhậu hả? Thiếu ngại tô không có bò này. thiếu ngại là tô em ai gấp heo không cho bò. Ấy trời ơi. Em lấy tô luôn rồi nó em gấp tới mà. Bà Thu Vlog. Bà Thu Vlog. Đại chứ không biết. Ngon quá. Không biết không?